Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trong cái quá trình đi đi làm về thì tôi có bắt gặp một cái cây thuốc nó cực kỳ là quý hiếm ở trên tôi. Và ở chỗ các bạn thì tôi không biết là cây này nó có quý và hiếm không thì tôi cũng không rõ, nhưng mà trên tôi thì cây này hầu như là không có. Và hôm nay tôi thấy ở đây ở cái đám ruộng phía dưới này, cho nên là tôi muốn gửi đến các bạn một số những cái thông tin về cây thuốc này. Có thể là nhiều bạn đã biết đến cây này rồi, nhưng mà chắc chắn là nhiều người chúng ta cũng chưa biết cái cây này là cây gì và nó có công dụng như thế nào, chữa bệnh ra làm sao. Thì hôm nay đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây là một cái khu vườn cũng bỏ hoang được mấy năm rồi các bạn. Rồi, tôi sẽ đưa các bạn đi tìm hiểu cây này này. Đây các bạn, đây chính là cái cây ít mẫu này các bạn này. Đó, hôm nay clip hôm nay tôi muốn nói chính là cây ít mẫu này. Đây, vừa nãy ở trên đường kia. Ở trên đường tôi nhìn xuống đây thấy hoa nó màu đỏ đỏ là tôi biết chắc là đây là cái cây ít mỡ rồi. Tại vì là cái này ở trên tôi nó rất là hiếm nha các bạn, hầu như là không có. Nên là đôi khi mình muốn giới thiệu cho các bạn nhưng mà không có. Hôm nay may quá, trên đường đi thì tôi cũng bắt gặp. Ở đây có một hẳn một vườn luôn. Cây này thì như các bạn, là nhiều bạn chúng ta cũng biết rằng cây này là dùng để chúng ta dùng để cô đặc thành cao đấy, để chữa những cái trường hợp mà kinh nguyệt không đều này. Và đặc biệt là tôi cái cây ít mẫu này này các bạn này, ít là có ít này, mẫu là mẹ đấy, tức là cái cây này là một cây có ích cho người mẹ đấy. Đây là cũng là theo Hán Việt tôi dịch ra thôi. Nếu mà có gì đó nó không phù hợp thì các bạn có thể chỉnh sửa lại thông tin lại cho tôi bằng những dòng bình luận ở phía dưới. Và bây giờ thì tôi muốn mô tả cây này cho các bạn xem một chút. Đây các bạn có thể thấy là cây này nó mọc đứng nhỉ các bạn. Cây này thì nó chỉ mọc khoảng từ 1 năm cho đến 2 năm thôi nhé các bạn. Mọc 1 năm đến 2 năm khác nó tự nó tàn đi, xong là những cái hoa hạt của nó lại ươm mầm ra tạo thành những cây con mới đấy. Và các bạn thấy là cây này thì lá của nó đây, lá của cái cây này gần giống với cái cây ngải cứu này, nó có những cái rãnh này các bạn đó. Và các bạn thấy cuống lá của nó khá là dài đấy. Và ở cái cuống lá, ở gốc của cuống lá thì nó có hoa đây các bạn. Hoa mọc ở tám hướng luôn. Đấy, nói chung là bao trọn cả cái phần thân rồi. Đây các bạn này. Và thấy là hoa của nó là có hình chuông các bạn ạ. Từ từ để tôi đó, đây nó rất là đẹp này các bạn này. Đây chính là cái ít mẫu này. Và thân của nó này các bạn này, các bạn thấy là thân của nó là hình vuông nhé các bạn. Nó có bốn cạnh và nó có rãnh. Đây nó có rãnh, bốn cái rãnh nhé các bạn nhé. Đấy, đây là một số những cái đặc điểm để mà nhận biết cái cây này. Rồi thì cây này có tác dụng như nào, chúng bệnh làm sao? Thì cây này là một cái cây ít mẫu thì nó rất là tốt cho chị em phụ nữ các bạn ạ. Cái thứ nhất, những cái trường hợp mà là kinh nguyệt không đều này, đó, kinh nguyệt không đều này, đau bụng trước khi mà thấy kinh thì các bạn có thể dùng cái cây này. Đấy, các bạn dùng khoảng 20g nhé các bạn. Các bạn lấy từ gốc này, lấy từ gốc đến phần ngọn, không bỏ cái gì. Đấy, lấy khoảng 20 gram.
các bạn là về rửa thật sạch, sắc uống. Đấy, sắc uống trong khoảng thời gian 10 ngày. Đó. Và các bạn uống sau kỳ kinh 14 ngày nhé các bạn. Thì các bạn uống trong khoảng thời gian 1 ngày thì những kỳ sau nó sẽ khác, nó đều luôn. Đấy là cái trường hợp thứ nhất. Còn cái trường hợp thứ hai nữa, những cái trường hợp mà chúng ta bị viêm thận cấp tính dẫn đến việc phù thủng chân tay, chúng ta bị phù, chúng ta có thể lấy cái này đây các bạn. Đấy. Lấy cái này để mà sắc uống. Đó, các bạn dùng khoảng từ 120g đến 180g các bạn sắc uống. Đấy là những cái trường hợp mà bị viêm thận cấp mà dẫn đến phù thủng đấy. Các bạn lấy cây này này. Và cái thứ ba nữa, những cái trường hợp mà chị em phụ nữ sau sinh mà mặt phù ấy. Đó, mặt phù này, chân tay phù hết, cả bụng của chúng ta cũng phù hết, thì các bạn lấy cây này này, các bạn sau uống nó rất là tốt nha các bạn. Đây là cây ích mẫu này. Đó. Và ngoài ra thì cây này còn nó còn có thể là chữa được cái chứng sưng đỏ mắt. Mắt của chúng ta bị sưng đau ấy, đỏ ấy, thì chúng ta cũng có thể lấy cây này để mà sắc uống. Những cái trường hợp đấy thì chúng ta lấy quả nữa các bạn nhé. Đấy, tôi đính chính lại một chút là chúng ta lấy quả của cái cây ích mẫu này này, chúng ta sắc uống. Các bạn lấy khoảng đây các bạn. Đấy. Các bạn lấy khoảng 30g quả của cây ích mẫu này, sắc với khoảng 700ml nước. Rồi đến khi nào mà nó còn khoảng 300ml thì các bạn chia làm 2 lần uống trong một ngày. Đó. Đấy là tác dụng của nó đối với việc sưng đỏ mắt. Ngoài ra thì chắc chắn là cây này nó sẽ còn rất là nhiều công dụng nữa, nhưng mà tôi chỉ có một số những cái thông tin về cái cây này thôi. Hy vọng là được nhận được cái sự đóng góp của tất cả bạn, những cái người mà xem cái clip này. Đây các bạn, rất là nhiều. Rồi, đấy là những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến các bạn về cây ích mẫu này, và đặc biệt tốt cho chị em phụ nữ. Và một số lưu ý, những cái trường hợp nào mà có thai ấy, chị em phụ nữ có thai thì các bạn không nên lạm dụng cây này quá. Đấy, lạm dụng cây này quá thì nó có thể dẫn đến chảy máu tử cung mất kiểm soát. Đây là một cái lưu ý nhỏ tôi muốn gửi đến tất cả bạn. Đấy, hy vọng đây là những cái thông tin hữu ích cho các bạn. Và tôi mong muốn các bạn hãy đóng góp cho tôi bằng cách để lại một số những dòng bình luận ở phía dưới, để tôi còn biết nhiều hơn. Có thể là ở địa phương chúng tôi dùng cây này chữa bệnh này, nhưng mà ở địa phương các bạn lại dùng để chữa bệnh khác. Và cây này tôi bảo như ban đầu clip ấy, cây này ở trên tôi khá là hiếm. Đấy, hôm nay thì tôi ra đây mới bắt gặp cánh đồng ruộng này, ruộng bỏ hoang đấy, bỏ hoang được mấy năm rồi thì cũng có, cho nên tôi tiện thể tôi ra đây quay cho các bạn xem. Nhiều khi một số cái bài thuốc ở trên tôi không có, tìm mãi không có cái để mà giới thiệu cho các bạn, thì cũng mong các bạn hết sức là thông cảm và tôi phải đi xa để mà tìm. Nếu mà các bạn thấy cái clip này hay thì đừng quên để lại cho tôi một like và chia sẻ clip này cho nhiều người cùng xem. Và mong muốn nhất là các bạn hãy để lại cho tôi những cái một số những cái đóng góp về những cái bài thuốc bằng những cái dòng bình luận ở phía dưới. Tôi rất là trân trọng những cái ý kiến của bạn. Và cũng xin lỗi các bạn là trong quá trình tôi thuyết trình đấy, cũng như mọi cái clip khác, thì có thể là tôi nói khá là dài dòng và tôi nói thì không được mạch lạc, thì tất cả các bạn hãy thông cảm và hiểu cho tôi và đóng góp ý kiến cho tôi. Thì giờ vì tôi nói thì nó không có cái gì kịch bản rõ ràng cả, thì tôi nói theo ý hiểu của tôi, nên là có thể là nhiều người
Các bạn học học thức cao hơn thì các bạn thấy tôi nói lan man dọn dòng dàn trải thì các bạn hết sức thông cảm cho tôi nhé. Đây, tôi chỉ muốn, mục đích là tôi chỉ muốn truyền đạt được những cái kinh nghiệm thực tiễn, kinh nghiệm dân gian ở trên tôi hay dùng những cái phương thuốc này phương thuốc kia kết hợp với lại một số những cái thông tin tôi phải tìm hiểu ở trên sách, thì tôi muốn tôi mới dám đưa lên đây cho tất cả các bạn cùng xem. Và chắc chắn đấy, nó không thể là không thể tránh khỏi những cái thiếu sót, nên là các bạn hãy cố gắng ủng hộ tôi và góp ý chân thành cho tôi để tôi hoàn thiện những cái clip về sau nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn tất cả các bạn và xin chào và hẹn gặp lại.